Rồi, chào bạn quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sắp xếp thời gian rảnh rồi mình làm tiếp tục cái hồ cá của mình các bạn. Cắt ri mắc, đặt 3 kg, đổi máy bơm 8k, và sắp xếp vật liệu lọc, gốm, nhâm thạch. Chủ yếu là hôm nay mình sẽ làm cái 3 kg trước nha các bạn. Đây, để mình nói lại về cái vấn đề là ngăn lắng của mình bên này, xong rồi tới chỗ lọc, xong rồi tới máy bơm, rồi bơm ngược lên 3 kg và trả về hai cái lỗ thác này. Đây là 3 kg các bạn, một vàng là mình làm, còn một vàng là cho một em khách ở Bình Thuận, em ấy đặt rồi nhờ mình lấy giùm thôi. Ngoài thị trường đang bán là 250 cho tới 260 một cái các bạn. Lúc trước mình làm bằng cái thùng nhựa kia mà mình thấy cái phương án nó không khả thi là tại vì mình phải tốn cái tấm alu trang trí lên cũng rất là nhiều tiền các bạn. Bữa mình mua một tấm alu nó tới 250 rồi hai cái thùng rồi này nọ thì nó cũng tốn tiền mà nhìn nó lại không đẹp, rồi khó bắt hơn cái này, nên cuối cùng sau này mình rút kinh nghiệm mình mua luôn cái vật dụng chuyên dụng cho nó khỏe. Mình sẽ sử dụng hệ thống 3 kg này 5 tầng các bạn. Rồi đầu tiên thì cái hệ thống 3 kg này nó không có lỗ gì các bạn. Mình mua về mình phải khoan. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khoan. Rồi các bạn, ở cái mặt sâu, cái mặt đít của cái 3 kg nhựa này nó có chi ô sẵn nè các bạn. Các bạn chỉ cần khoan đúng theo cái ô đó, mỗi ô một lỗ thôi là ok. Mình thì mình dùng mũi khoan 5 ly. Mình thấy như vậy là ok rồi chứ cũng không có cần phải lớn hơn. Rồi bây giờ mình khoan xong rồi mình quay phim tiếp nha. Cái công đoạn khoan này nó hơi lâu nha các bạn. Một 3 kg mà đây mình phải khoan 4 vàng. Nay sẵn mình khoan cho em trai đó luôn. Mình sang cho mình rồi mình khoan cho người đó, em trai đó luôn nha. Rồi mình khoan xong rồi các bạn. Cái công đoạn khoan này quả thật là kinh khủng. 1, 2, 7 rất là nhiều lỗ, khoan hết lỗ bít lỗ luôn các bạn. Hàng gì mình thấy người ta bán một cái bộ 4 cây thôi, có nghĩa là khoan 3 cây với lại đi một cái ống lên là một bộ, vậy nó đề giá là 2 triệu. Mình thấy đâu có gì đâu mà mắc vậy. Thì ra mình mới nhận biết được rằng là cái công đoạn khoan là rất là cực. Mình khoan hơn 2 tiếng đồng hồ, mỏi liệt cả tay luôn các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị bắt lên, rồi mình sẽ sắp xếp vật liệu lọc. Rồi các bạn mua cái chữ L này về rồi khoan rồi bắt vào tường, làm 3 ốc cho nó chắc các bạn. Rồi để cái này lên thôi. Khi các bạn để lên xong, các bạn để vật liệu lọc xong, các bạn làm thêm một con ốc ở đây nếu như một tường lỡ sợ nó lật ra ngoài nha các bạn. Mình vừa làm một tay vừa quay thì nó không được nên mà mình làm xong mình mới nói nha. Lúc đầu là mình định làm thêm một cây dưới này đỡ dưới này nữa, mình đỡ thêm một cây 2 cây dưới này nữa các bạn, để cho nó cái vàng nó chịu lực cho chắc chắn á, sợ nó bung nó sập cái 2 cây này xuống. Nên có thể làm thêm 2 cây dưới này nữa cho nó chắc nha. Rồi mình làm thêm cây chính giữa về cho chắc các bạn. Rồi nó có thòng chính giữa thì nó cũng đè lên cái cây đó. Rồi mình đi cho hai ống về nước trả hồ đấy các bạn. Nó sẽ dùng cái co này sẵn tiện nó cao lên một tí nha. Nó cao lên chứ nó không hút trực tiếp từ đáy. Là nước nó có xuống đây rồi nó nằm cái cặn hay cái gì nó nằm ở dưới này trước. Rồi nó mới lên đây, nó tràn về, nó trả về hồ thì cũng là nước sạch không thôi. Các bạn canh nước rồi để cho nó bằng là được, ok. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vật liệu lọc ở trong này. Ở tầng cuối cùng này mình sẽ bỏ gốm các bạn. Đây các bạn, đây là gốm Critabio nha các bạn. Gốm này cực kỳ nhẹ, độ rỗng xốp cao, và nó có tác dụng ổn định pH. Các vi khuẩn hiếu khí phát triển giúp cho nước
sạch hơn và tốt hơn nha. Cái này một khay nhựa này mình có thể đựng được 20 lít, 20 lít này nè, cái này tính đơn vị bằng lít nha các bạn. Nó hiện tại là vật liệu lọc mắc nhất á, mình được biết là như vậy. Gồm có tới giá bán lẻ thị trường là 60.000 một lít. Cái độ rộng xốp của nó cực kỳ cao. Bây giờ mình sẽ rửa vệ sinh nó và đưa lên khay lọc cuối cùng ha. Rồi đây các bạn, gớm mình bỏ lên thì nó nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn các bạn. Tính ra 20 lít của nó là cân ký lên chỉ có 3 kg thôi. Nhưng mà rất là mắc, nếu mà thị trường bán lẻ 20 lít như vậy thì tới 1,2 triệu đó các bạn. Một khay này 1,2 triệu, thật là kinh khủng. Mình thấy trên cái gì các cảnh Thái Hòa gì đó đang bán là một lần là 5 lít là 300.000 đó các bạn. Chứ chắc không bán 1 lít đâu. Rồi bây giờ mình làm thùng thứ hai thôi. Thùng thứ hai là mình để sứ thanh. Do hết sứ thanh rồi nên mình thay thế bằng đá nham thạch luôn các bạn. Chủ yếu là mình thì thích sứ thanh hơn, nhưng mà do hết rồi mình dùng cái tầng thứ hai. Tầng thứ nhất đây các bạn thấy, tầng đây là gốm ha. Tầng thứ hai này đá nham thạch. Một khay về đựng được 10 kg nha các bạn, 10 kg đá nham thạch, rửa hơi mệt. Các bạn đã từng rửa đá nham thạch thì biết rồi. Rồi mình làm khay thứ ba. Rồi khay thứ ba là san hô các bạn. Mình bỏ san hô tại do mình xài nước giếng các bạn. Nên dùng san hô để cho nó tăng pH lên nha. Nước giếng của mình có 5 chấm mấy thôi. Còn vấn đề nữa là san hô là một vật liệu lọc rất là rẻ tiền. Nên các bạn có thể sử dụng nó cho nó giảm bớt cái chi phí của dàn lọc của mình. Rồi bây giờ tới ngăn thứ tư nha các bạn. Mình sẽ để di mắt. Rồi được 4 tầng rồi các bạn. Thường thường thì bộ này người ta làm 4 tầng, nhưng mà mình thì mình thích làm 5 tầng. Đây là di mắt các bạn. Di mắt các bạn mua nguyên tấm thì các bạn cắt ra nha. Khổ của nó là lọt lòng ở đây là 19, dài 3, dài 67 nha các bạn. Các bạn để được 3 tấm như thế này, 3 tấm chồng lên nhau. Rồi giờ tới ngang thứ 5. Mà ngang thứ 5 thì mình lại không biết bỏ cái gì, mà còn di mắt nên mình sẽ bỏ di mắt luôn. Rồi vậy là xong 5 tầng nữa các bạn. 2 tầng trên là di mắt. Làm cái ba kia này mình tốn hết 2 ngày, tại vì mình làm mỗi ngày thường chỉ được một vài tiếng thôi. Chủ yếu là khoan lỗ. Khoan lỗ rất là mệt, mà còn đang khoan mấy khoan hư luôn các bạn, phải đi mượn mấy khoan khác. Rồi xếp vật liệu lọc và phải rửa những vật liệu lọc rất là lâu. Rồi hôm nay mình chia sẻ clip làm ba ki này thôi nha. Ba ki này đi ngoài thị trường đang bán 250.000 một cái, nhưng mà vô tình mình mua không có, mình phải đi mua cái chỗ khác 260 về khoan gần chết luôn. Rồi các bạn có cần ba ki vật liệu lọc hay gì đó thì bê em cho mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, chào các bạn nha.